chị hai con đi Sài Gòn rồi. Dì đặc biệt sai tụi nó nấu mấy món mà con thích. Con ăn nhiều vô nghe. Dạ mời cậu. Ăn đi con, ăn nhiều vô đó. Má. Dạ ông chủ xuống ăn cơm. Ông muốn ăn cơm với cậu chủ. Để mai lấy thêm chén. Dạ, anh ngồi đây nghe. Má để con. Lâu lâu mới có dịp hai cha con ngồi ăn cùng nhau như vậy. Ăn đi con. Lát ăn cơm xong vô nói chuyện với ba chút nha. Con rồi. Tiến à. Tiến. Tiến à. Anh đừng giận. Nó còn con nít mà. Để từ từ rồi tôi khuyên nó. Ông à, ông phải ráng ăn chút nha ông. Ta nuốt không trôi đâu. Bích, dọn cơm xuống. Dạ. Để tôi dìu anh cho. Anh uống miếng trà đi anh. Thấy hai cha con anh ra nông nổi này, thiệt tôi rầu hết sức à. Sao nó có thể nghĩ ba nó là người tệ hại tới mức đó? Anh đừng trách nó. Đức Tiến tuy nông nổi, nhưng tôi tin chắc nó yêu thương anh. Nó biết anh không phải người xấu. Ơi, ngặt nổi con nhỏ đó, cứ bẹo hình bẹo dạng trước mặt anh hoài. Nó khó chịu là khó chịu chỗ đó đó. Ngọc Bích đâu có lỗi gì trong chuyện này. Con bé cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Anh không biết đâu. Trước mặt anh thì má con nó làm ra vẻ đáng thương vậy thôi. Chứ thật ra em đâu có lạ gì cái Quân đó chứ. Mà thôi đi, nó tốt hay xấu thì kệ nó. Quan trọng là tình cảm cha con của anh kìa. Không lẽ vì một đứa không ra gì mà tình cảm cha con anh rạn nứt sao? Tôi tính như vậy, anh nghe thử coi đặng không nghe. Chị tính sao? Tôi tính hay là anh đuổi phức má con nó ra khỏi nhà đi. Lúc đó mọi chuyện hiểu lầm trong cái nhà này sẽ chấm dứt. Căn nhà sẽ trở lại bình yên như trước. Đuổi má con nó đi là tốt nhất đó anh à. Người ta đâu có tội lỗi gì. Sao lại đuổi người ta đi chứ? Tôi biết là anh tốt bụng, anh thương người. Nếu anh áy náy thì thôi anh cứ cho má con nó một ít tiền, hoặc là mua cho một chiếc xuồng để làm kế sinh nhai. Như vậy là tốt quá rồi còn gì. Quyết định như vậy nghe anh, để tôi biểu má con nó. Tôi cần yên tĩnh một chút. Vậy thôi, anh cứ suy nghĩ đi. Tôi xin phép. Thank you.
của tôi. Sao tôi có thể đuổi má con Ngọc Bích đi được chứ?